Theo Vietnam Plus, kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 tại Mỹ đã ngã ngũ với việc ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng. Ngày 6 tháng 11, theo giờ bờ đông của Mỹ, Chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam, kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 tại Mỹ đã ngã ngũ với việc ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa giành chiến thắng. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ tính tới 13 giờ 30 phút giờ Việt Nam, ông Trump đã giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri, vượt qua ngưỡng 270 phiếu theo luật định và qua đó đánh bại ứng cử viên Kamala Harris bên phía Đảng Dân chủ để trở thành tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Chiến thắng quyết định diễn ra tại bang chiến trường Pennsylvania với 19 phiếu đại cử tri. Đây cũng là nhiệm kỳ thứ hai ông Trump giữ cương vị chủ nhân Nhà Trắng sau nhiệm kỳ 1 từ năm 2016 đến 2020. Trong ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, ông Donald Trump đã có màn thể hiện xuất sắc với hàng loạt chiến thắng vang dội tại 7 bang chiến trường có ý nghĩa quyết định, gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Wisconsin và Pennsylvania. Ứng cử viên này đã giành chọn 93 phiếu đại cử tri tại những bang nói trên. Ngay sau khi kết quả được công bố, tổng thống đắc cử Donald Trump đã có bài diễn văn ăn mừng trước đông đảo người ủng hộ tại Palm Beach, bang Florida. Dự kiến các đại cử tri đoàn tại các bang sẽ nhóm họp vào ngày 17 tháng 12 tới để bỏ phiếu đại cử tri chính thức bầu ứng cử viên Donald Trump làm tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức tại Đồi Capitol vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, theo cập nhật mới của New York Times, số phiếu đại cử tri của ông Trump là 230, trong khi số phiếu của bà Harris lên 200. Để giành chiến thắng, mỗi ứng viên cần đạt tối thiểu 270 phiếu đại cử tri. Trong cuộc đua lần này, các bang chiến trường như Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin được dự đoán sẽ là những yếu tố quyết định góp phần quan trọng vào chiến thắng của một trong hai ứng viên. Trước khi các điểm bỏ phiếu chính thức mở cửa vào sáng ngày 5 tháng 11 theo giờ địa phương, đã có hơn 80 triệu cử tri Mỹ tham gia bỏ phiếu, trong đó gần 45 triệu người đã trực tiếp đến các điểm bỏ phiếu sớm và khoảng 38 triệu người chọn bỏ phiếu qua thư. Tại cuộc bỏ phiếu này, các cử tri cũng sẽ quyết định đảng nào sẽ kiểm soát hạ viện và thượng viện. Theo báo tin tức, một loạt sự cố kỹ thuật và những lời đe dọa đánh bom khiến một số điểm bỏ phiếu kéo dài giờ mở cửa lâu hơn dự kiến và từ đó kéo theo sự chậm trễ trong quá trình kiểm phiếu. Tính đến 7 giờ sáng ngày 6 tháng 11 theo giờ Việt Nam, một số bang trên nước Mỹ đã đóng cửa các điểm bỏ phiếu và công bố những chiến thắng đầu tiên dành cho hai ứng viên tranh cử tổng thống là bà Kamala Harris và ông Donald Trump tuy nhiên tại các bang chiến trường cử tri vẫn có thêm thời gian bỏ phiếu kéo dài hơn dự kiến sau khi giới chức địa phương nhận được nhiều cảnh báo đe dọa đánh bom theo một quan chức mỹ giấu tên các bang chiến trường bao gồm michigan wisconsin và georgia đều nhận được lời đe dọa đánh bom bên cạnh đó sự cố kỹ thuật cũng khiến quá trình kiểm phiếu tại nhiều bang được dự kiến kéo dài Tại bang Bắc Carolina, hai khu vực bỏ phiếu là quận Berkey nằm ở phía tây bang này và quận Winston phía đông Raleigh được cho là đóng cửa lúc 8 giờ tối theo giờ miền đông, kéo dài thêm nửa giờ bỏ phiếu so với kế hoạch ban đầu. Hai khu vực bỏ phiếu này trước đó đã không mở cửa cho cử tri vào bỏ phiếu vào sáng ngày 5 tháng 11 do sự cố kỹ thuật. Trong khi đó, tại bang Georgia, khoảng 10 địa điểm bỏ phiếu ở một số ít quận sẽ kéo dài thời gian mở cửa sau những lời đe dọa đánh bom đã làm gián đoạn việc bỏ phiếu trong thời gian ngắn hai khu vực bỏ phiếu ở quận Gwinnett sẽ vẫn mở cửa cho đến 7 giờ 58 phút tối theo giờ miền Đông, tức là 7 giờ 58 phút sáng ngày 6 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Một quan chức bang Georgia cho biết cũng có hai điểm bỏ phiếu ở quận Cobb được phép mở cửa cho đến 7 giờ 20 phút tối theo giờ miền Đông. Việc kéo dài giờ bỏ phiếu dự kiến đẩy lùi thời hạn công bố kết quả thêm một giờ. Tại bang Wisconsin, thành phố Minkowki sẽ kiểm lại khoảng 30.000 lá phiếu vắng mặt để đề phòng sau khi phát hiện cửa máy kiểm phiếu của họ đã không được đóng đúng cách. Theo Ann Jacobs, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Wisconsin, sự cố này sẽ khiến quá trình kiểm phiếu của Minkowki bị chậm lại khoảng 1 giờ. Ông Jacobs nói với CNN, những lá phiếu đó đã được làm phẳng, chúng đã được đưa qua máy quét thành công, vì vậy tôi hy vọng việc đếm lại chúng không mất quá nhiều thời gian. Trong khi đó, Ủy ban bầu cử Mingoki, gọi tắt là MEC, cho biết không có ước tính về thời gian chậm trễ sẽ kéo dài bao lâu. Ủy ban nêu rõ trong một tuyên bố, có vẻ như một số cửa đã không được các quan chức bầu cử bảo vệ hoàn toàn. Thành phố Mingoki không nghi ngờ gì về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử. Tuy nhiên, để loại bỏ mọi nghi ngờ nhằm đảm bảo tính minh bạch hoàn toàn, MEC đã quyết định bắt đầu lại quá trình kiểm phiếu cho tất cả các lá phiếu tại quận Central Cow. Khoảng 31.000 lá phiếu sẽ được kiểm lại hai đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa là Michael Wadley và Lara Trump đã chỉ trích Min Kauki về lỗi này, gọi đây là một sự việc không thể chấp nhận được về việc quản lý bầu cử kém cỏi ở một bang quan trọng và cho rằng việc này sẽ kéo dài thời gian kiểm phiếu một cách vô lý. Tại bang chiến trường cạnh tranh nhất Pennsylvania, thống đốc Josh Shapiro dự đoán việc kiểm phiếu không mất nhiều thời gian như năm 2020. Các nhân viên bầu cử của quận Lancaster đã hoàn tất việc mở và quét hơn 50% trong số khoảng 64.000 lá phiếu gửi qua thư. Tất cả các lá phiếu gửi qua thư sẽ được kiểm trước nửa đêm. Trong khi đó, ở bang Michigan, thành phố Detroit thông báo họ sẽ hoàn tất việc kiểm phiếu vào nửa đêm ngày 5 tháng 11. Tại bang Arizona, quận Maricopa, nơi phần lớn cử tri của bang đi bỏ phiếu, sẽ công bố kết quả người chiến thắng từ 1,1 triệu đến 1,2 triệu lá phiếu đầu tiên vào khoảng 10 giờ tối theo giờ miền Đông, tức là 10 giờ sáng ngày 6 tháng 11 theo giờ Việt Nam hoặc là 1 giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Số phiếu này sẽ chỉ bao gồm các lá phiếu gửi đến trước ngày 29 tháng 10. Theo báo Công an Nhân dân đưa tin, đúng 8 giờ tối ngày 5 tháng 11 theo giờ bờ đông của Mỹ, tức là khoảng 8 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, các điểm bỏ phiếu đã đồng loạt đóng cửa ở nhiều bang, bao gồm Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, North Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, sau Dakota, Tennessee, Texas cũng như Washington D.C. đến nay ông Donald Trump của Đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng tại các bang Alabama, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, South Carolina và Florida. trong khi đó tại các bang là Maryland, Connecticut, Massachusetts, Rhode đã gọi tên người chiến thắng là bà Kamala Harris. hiện ông Trump giành được hơn 12,5 triệu phiếu bầu phổ thông, bà Harris nhận được hơn 10 triệu phiếu phổ thông. Mỗi ứng viên cần giành ít nhất 270 phiếu đại cử tri để giành chiến thắng. Theo CNews, nhà sử học Alan Littman ngày 30 tháng 10 tuyên bố trên kênh YouTube cá nhân rằng dự đoán của ông không thay đổi dù khoảng cách dẫn đầu của Harris tại các bang chiến trường đang dần thu hẹp và các cuộc thăm dò ngày càng cho thấy kết quả xích sao. Ông nhấn mạnh, không có gì khiến tôi phải thay đổi dự đoán mà tôi đưa ra vào ngày 5 tháng 9 bất chấp các cuộc thăm dò ý kiến. Sai lầm duy nhất của ông Liman là vào năm 2000, khi ông dự đoán ứng viên Angros của Đảng Dân Chủ sẽ thắng cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông Man gần đây đã bị chỉ trích vì những dự đoán của mình, đặc biệt là khi nhà thống kê chính trị Ned River cho rằng bộ tiêu chí của ông hoàn toàn tùy ý. Trong tuyên bố trên kênh YouTube cá nhân, ông Liman cũng chỉ trích sự phổ biến của các cuộc thăm dò trong giới truyền thông, nhấn mạnh khả năng điều hành đất nước mới là yếu tố cho thấy ai sẽ thắng cuộc đua vào Nhà Trắng chứ không phải chiến dịch tranh cử ông Lindman đã tạo ra mô hình phân tích 13 chìa khóa nổi tiếng để dự đoán liệu ứng cử viên tổng thống của đảng cầm quyền sẽ thắng hay thua trong cuộc bầu cử tiếp theo. Theo mô hình của ông, phó tổng thống Kamala Harris, ứng viên đảng Dân Chủ, sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này. Trong buổi phát trực tiếp kéo dài 90 phút, nhà sư học nhấn mạnh ông không có quả cầu tiên tri và dự đoán của ông dựa trên lịch sử, song cũng thừa nhận những sự kiện chấn động có thể làm phá vỡ hình mẫu lịch sử này. Trước mỗi cuộc bầu cử, nhà sư học này cho biết ông luôn có cảm giác lo lắng, nhưng năm nay cảm giác đó còn nghiêm trọng hơn. Ông nói, lần này tôi có cả một đàn quạ trong bụng. Theo báo Quân đội Nhân dân, song song với cuộc bầu cử Tổng thống, ngày 5 tháng 11, cử tri Mỹ cũng bỏ phiếu bầu lại 1 phần 3 trên tổng số 100 ghế thượng viện. Đảng Dân Chủ đang giữ đa số mong manh tại Thượng viện khóa hiện nay với 51 ghế, bao gồm cả 4 thượng nghị sĩ độc lập ủng hộ Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa giữ 49 ghế. Trong cuộc bầu cử năm nay, Thượng viện Mỹ sẽ bầu lại 34 ghế, gồm 23 ghế của Đảng Dân Chủ và 11 ghế bên phía Đảng Cộng Hòa. Đảng Dân Chủ đang đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn vì bắt buộc phải giành chiến thắng ở tất cả 23 cuộc đua để tiếp tục giữ đa số tối thiểu tại Thượng viện với 51 ghế, trong khi Đảng Cộng Hòa chỉ cần bảo vệ thành công 11 ghế hiện tại và giành thêm hai ghế nữa để nắm đa số. Trường hợp ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống, Đảng Cộng Hòa thậm chí chỉ cần giành thêm một ghế để chiếm đa số, vì khi đó Phó Tổng thống J.D. Vance sẽ là Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ. Theo kết quả thăm dò công bố vào ngày 3 tháng 11 do Decisions-HQ, gọi tắt là DDHQ, thực hiện, Đảng Cộng Hòa có 70% cơ hội giành lại quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ từ tháng 1 năm 2025 trước ngày bầu cử đảng cộng hòa đã chắc chắn có thêm một ghế thượng nghị sĩ khi bang tây virginia chỉ giới thiệu thống đốc jim justice một thành viên đảng cộng hòa thay cho vị trí của thượng nghị sĩ dân chủ vừa tuyên bố nghỉ hưu là john martin báo new york times đánh giá nhiều khả năng cuộc đua vào ghế thượng nghị sĩ đại diện cho bang montana sẽ mang tính quyết định tại montana thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng dân chủ là john tester đang yếu thế trước ứng cử viên đảng cộng hòa doanh nhân tim sihi Kết quả thăm dò cho thấy ông Tim Sihi đang dẫn trước với khoảng cách an toàn là 50,9% so với 40,7% của ông John Tester. Báo The Hills nhận định Đảng Cộng hòa đang rộng đường để giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ qua tới, đồng thời dự đoán đảng này sẽ nắm giữ 52 ghế và Đảng Dân Chủ có 48 ghế. Theo báo VOV, bất kỳ ai đắc cử Tổng thống Mỹ trong năm nay đều sẽ sớm trở thành huyền thoại trên mặt báo. Nếu giành được nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump sẽ hoàn thành một cú lội ngược dòng ngoạn mục trở lại nhà trắng. Sau khi thoát khỏi hai nỗ lực ám sát trong năm nay cùng một bản án hình sự ở toàn New York, bà Harris cũng đứng trước cơ hội trở thành nữ tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ sau 250 năm đất nước này được lãnh đạo bởi nam giới các cuộc thăm dò trên toàn quốc và tại các tiểu bang giao động quan trọng không cho thấy khoảng cách rõ ràng giữa các ứng viên tuy nhiên hai ứng viên vẫn có khả năng xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình nhờ vào những lá phiếu từ bảy bang chiến trường pennsylvania michigan wisconsin georgia north carolina nevada và arizona Đảng dân chủ được khích lệ bởi tỷ lệ cử tri nữ đi bỏ phiếu sớm cao với quyền phá thai có khả năng là vấn đề then chốt trong cuộc bầu cử năm nay kể từ khi đa số thẩm phán tại tòa án tối cao do ông Trump bổ nhiệm đã lật ngược phán quyết đầu kiện quyết vào năm 2022. Phó Tổng thống Harris cũng nỗ lực hàn gắn những rạn nứt trong Liên minh dân chủ truyền thống, cố gắng thu hút sự chú ý của nam giới da màu nói chung và cử tri gốc Latin nói riêng. Trong khi đó, Đảng Cộng Hòa đang trông cậy vào những cử tri đã bất mãn với tình hình giá cả leo thang cũng như vấn nạn vượt biên trái phép dọc theo biên giới phía Nam nước Mỹ sẽ bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, cựu Tổng thống cũng hy vọng sẽ lôi kéo những cử tri trung dung về phe đỏ và thuyết phục họ đưa ra quyết định trong ngày bầu cử ngày 5 tháng 11. Ứng viên Đảng Dân Chủ cũng hứa sẽ đưa nước Mỹ vào một kỷ nguyên tốt đẹp hơn thời kỳ ông Trump tại nhiệm trong một sự kiện tranh cử ở Bắc Carolina trước đó. Tôi đã sống với lời hứa ấy suốt bấy lâu nay và hôm nay nhìn vào mắt tất cả các bạn tôi hiểu rằng mình cần phải thực hiện nó trong nhiệm kỳ tới. Chúng ta sẽ cùng đưa nước Mỹ tiến lên phía trước. Đảng Dân Chủ vẫn lạc quan sau cuộc thăm dò cuối cùng của chiến dịch từ Desmonet Register và Mediacom cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho bà Harris ở mức 47% và dành cho ông Trump ở mức 44%. Tại thời điểm này 4 năm trước, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden cũng từng ở vị trí tương tự bà Harris trên cùng bảng xếp hạng. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã gửi thông báo chỉ trích Iowa Poll và một loạt các cuộc khảo sát của New York Times, Siena College vì sự tranh lệch này. Cựu Tổng thống ngay lập tức sử dụng dữ liệu khảo sát mới để tuyên bố rằng ông là nạn nhân của một cuộc bầu cử gian lận. Tuy nhiên, khi chỉ còn vài giờ nữa là đến thời điểm bỏ phiếu, không còn cuộc thăm dò nào quan trọng nữa. Đã đến lúc người Mỹ phải đưa ra quyết định cho tương lai của chính mình, ít nhất là trong vòng 4 năm tới. Theo báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, chuyện cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn phủ nhận kết quả bầu cử năm 2020 và đình điểm là cuộc bạo loạn ở Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2020 dường như bắt đầu vào cuối đêm bầu cử vào ngày 3 tháng 11 năm 2020. Vào đêm bầu cử năm đó, ông Trump tạm thời dẫn trước ứng cử viên Dân chủ Joe Biden và có thể tuyên bố chiến thắng, nhưng sau đó lợi thế này dần giảm đi khi việc kiểm phiếu qua thư bắt đầu vào tối muộn và những ngày sau ngày bầu cử. Nguồn cơn của lợi thế ban đầu của ông Trump là hiện tượng được gọi là ảo anh đỏ. Thuật ngữ ảo anh đỏ mô tả hiện tượng mà các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa có vẻ như có lợi thế lớn vào đêm bầu cử, có thể gây hiểu nhầm rằng đó là kết quả chung cuộc. Tuy nhiên, những lợi thế đó dần giảm xuống khi nhiều lá phiếu gửi qua thư bầu cho Đảng Dân Chủ được kiểm đếm. Việc xóa tan áo ảnh đỏ gọi là dịch chuyển xanh khi các lá phiếu qua thư bầu cho Đảng Dân Chủ được kiểm đếm. Sự dịch chuyển này thường do sự kết hợp của nhiều yếu tố gây ra bắt nguồn từ việc cử tri bỏ phiếu theo những cách khác nhau cử tri đi bầu trực tiếp và đúng ngày bầu cử thường được kiểm trước vì những lá phiếu đó được chuyển thẳng đến các trung tâm kiểm phiếu. Còn phiếu bầu qua thư thường được kiểm sau đó và một số tiểu bang cho phép nhận và kiểm sau ngày bầu cử. Điều này có thể dẫn đến sự chậm trễ thêm trong việc kiểm đếm kết quả của những lá phiếu đó. Riêng phiếu bầu tạm thời chỉ được kiểm sau khi xác minh cử tri đủ điều kiện và diễn ra sau cuộc bầu cử. Trong phần lớn lịch sử nước Mỹ, hầu như tất cả cử tri đều bỏ phiếu trực tiếp vào ngày bầu cử, là ngày thứ ba sau ngày thứ hai đầu tiên của tháng 11. Điều đó có nghĩa là việc kiểm phiếu tương đối đơn giản. Tuy nhiên, sau năm 2000, những lá phiếu qua thư và phiếu bầu tạm thời ngày càng tăng nên số lượng lớn phiếu bầu không được kiểm cho đến sau đêm bầu cử. Đáng chú ý là vào năm 2020, có thể thấy xu hướng này tăng đột biến khi có nhiều cử tri chuyển sang bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu vắng mặt để giữ khoảng cách an toàn trong thời COVID-19. Điều này dẫn đến câu chuyện có một số bang có kết quả kiểm phiếu chậm, chẳng hạn như là California, bang có nhiều người theo đảng dân chủ và hầu như cử tri đã đăng ký đều gửi phiếu bầu qua thư. Tất nhiên, ông Trump luôn khẳng định mà không có bằng chứng rằng ảo ảnh đỏ hoàn toàn không phải là ảo ảnh và sự dịch chuyển xanh là sự gian lận nhét thêm phiếu vào thùng. Vào đêm bầu cử 2020, ông Trump đã kêu gọi tòa án tối cao Mỹ dừng việc kiểm phiếu và những lá phiếu trễ này vốn bị ông cáo buộc là gian lận, mặc dù tất cả lá phiếu đó đã được bỏ vào ngày bầu cử. Theo báo tin tức, một nghiên cứu thăm dò mới từ công ty Focan Data của anh đang thu hút sự chú ý khi dự đoán khả năng chiến thắng của Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Cuộc khảo sát này sử dụng phương pháp MATP, tức là hồi quy đa biến và mẫu phân tầng, một kỹ thuật được cho là chính xác hơn các phương pháp thăm dò truyền thống. Focan Data đã thực hiện cuộc khảo sát với hơn 31.000 cử tri trên khắp nước Mỹ kết quả cho thấy bà Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Trump tại nhiều bang quan trọng như Michigan khoảng 5 điểm phần trăm, Nevada khoảng 2 điểm phần trăm, cũng có lợi thế nhỏ tại Pennsylvania và Wisconsin. Trong khi đó, ông Trump vẫn giữ ưu thế tại Georgia và Bắc Carolina, còn tại Arizona kết quả đang khá cân bằng. Điều đáng chú ý là bà Harris đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhóm cử tri nữ da trắng lớn tuổi, vốn là nhóm có xu hướng ủng hộ Đảng Cộng Hòa trong quá khứ ngược lại ông Trump lại thu hút được sự ủng hộ từ nam giới da đen và gốc tây ban nha trẻ tuổi James Canagos Suriam, giám đốc nghiên cứu của Focan Data cho biết mô hình MSP của chúng tôi trước đây đã ủng hộ ông Trump nhưng trong bản cập nhật gần đây nhất đã chuyển sang ủng hộ ứng cử viên đảng dân chủ. Tuy nhiên ông cũng cảnh báo rằng chỉ cần một sai số thăm dò bằng một phần ba so với các năm 2016 và 2020 cũng có thể đưa ông Trump trở lại Nhà Trắng. Về các vấn đề cụ thể, ông Trump đang chiếm ưu thế trong nhiều lĩnh vực được cử tri quan tâm nhất. Ông dẫn đầu về khả năng giải quyết các vấn đề nhập cư, lạm phát, việc làm, tội phạm và an ninh quốc gia. Bà Harris vượt trội hơn trong các vấn đề như biến đổi khí hậu, phá thai, nền dân chủ Mỹ và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, đây không phải là những vấn đề được cử tri xếp hạng cao nhất. Tuy có những dấu hiệu tích cực cho Đảng Dân Chủ, các nhà nghiên cứu vẫn giữ thái độ thận trọng. Lịch sử cho thấy các cuộc thăm dò ở Mỹ đã từng đánh giá thấp sự ủng hộ dành cho ông Trump trong các năm 2016 và 2020 với những biến số khó lường. Cuộc đua năm 2024 vẫn còn nhiều kịch tính phía trước.